Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh thông tin rau củ quả của mình nha. Trước khi vào video thì các bạn cho mình xin một like và một subscribe để ủng hộ mình ra thêm nhiều video hơn nha. Danvo đã nói, anh như con cáo, còn em thì như một cành nho xanh. Khi em còn trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh. Nhưng hôm nay mình sẽ dành cho các bạn một món sinh tố nho ngon nhất nát. Chúng ta vào luôn nha, let's go. Đầu tiên là các bạn đi siêu thị và chọn mua cho mình một chùm nho đen nha. Sau đó, các bạn chọn 10 quả nho đen rồi rửa thật là sạch nha. Có một lưu ý rằng là các bạn nhẹ tay thôi nha. Đến bước thứ hai là các bạn chẻ đôi quả nho ra và bỏ phần hạt đi nha. Nếu mà các bạn không bỏ hạt ra là uống nó sẽ bị sao sao ấy. Sau khi lược bỏ phần hạt và cắt đôi quả nho rồi thì các bạn cho hết phần nho vừa cắt ra vào máy xay nha. Rồi, đến khúc này quan trọng nè, các bạn cho thêm 50ml sữa tươi và đá vào là được rồi nha, vì nho cũng khá là ngọt rồi á. Rồi các bạn nhấn nút chờ đợi thôi. Các bạn chờ như ngồi đợi người yêu đến đón á, nói vậy thôi chứ, các bạn ngồi chờ cho đến khi nào nho nó xay vừa nát là được rồi nha. Đến bước cuối cùng thì các bạn cho tất cả phần sinh tố vừa xay ra một chiếc ly thật là đẹp và bắt đầu trang trí bằng một vài quả nho nha. Các bạn thấy dễ dàng không nào? Mình chúc các bạn làm sinh tố nho cho bé ăn dặm thành công nha. Nếu mà các bạn làm thành công thì các bạn quay trở lại video này và bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Bye bye.